tất cả chị em mình những cái sản phẩm kem body bơ bỏ một lan nha. Một mũ như thế này là 150.000 nha chị em mình. Và nó giúp cái da body của mình trắng sáng theo từng ngày luôn á chị em mình. Và mỗi đêm thì mình nên sử dụng một lớp kem body như thế này thì cái da của mình nó rất là trắng luôn á. Và đặc biệt cái kem body bỏ một lan xanh này á chị em mình, nó rất là thơm luôn, nó thơm mùi nước hoa rất là dễ chịu luôn. Khi mà mình thoa lên da của mình nó sẽ không bị vết dính, nó không dính vào quần áo của mình đó chị em mình. Mình thoa tới đâu là nó thấm tới đó, mình thoa một lớp mỏng là nó thấm vô da của mình, và đặc biệt nó không có bị lộ lên kem á chị em mình. Khi mà mình thoa lên thì nó thấm vào da của mình chứ nó không có bị lộ lên kem á, mà đặc biệt cái mùi nó rất là dễ chịu, nó không có bị hôi với chị em mình. Mình thoa mỗi đêm thì cái da body của mình trắng sáng rất là trắng luôn á chị em mình. Và đặc biệt chị em nào mà cái da mình nó đen quá hoặc là ngâm quá thì mình nên sử dụng kèm tẩy tế bào chết và tắm trắng giùm em nha.